Hello anh chị, em là Ken từ Unparalleled Houston Home. Hôm nay em dẫn anh chị vào cái khu vực của Texas City. Khu vực này rất là đặc biệt luôn. Chút xíu nữa em sẽ giải thích tại sao cái khu vực này em rất là thích. Và em cũng có nhiều anh chị hỏi em: "Ồ Ken, mình muốn ở gần biển và gần chợ Việt Nam nữa, mà mình không biết khu vực nào." Thì hôm nay khu vực Logomar này em giới thiệu cho anh chị. Và hôm bữa đó em có quay video ở đây rồi. Mình có xem mấy cái căn nhà Western Home và Empire Home á, thì em sẽ để một cái link ở đây để anh chị có thể xem cái video đó nếu anh chị muốn xem mấy căn nhà khoảng 500 ngàn trở lên. Mấy cái căn nhà mình xem hôm nay á, là khoảng 300 ngàn thôi, giá cực kỳ rẻ luôn anh chị. Đặc biệt trong cái khu này á, là họ có một cái hồ nhân tạo, anh chị có thể enjoy được mỗi cuối tuần và mọi thứ cũng gần đây lắm, tại mình gần cái freeway 40 năm. Nếu anh chị muốn tìm hiểu thêm về Houston và xem mấy căn nhà nữa, em có một cái website ở dưới. Thì anh chị bấm vô cái link đó, trong website đó cũng có thể giải thích ra các quá trình mua nhà, cũng có thể giới thiệu người làm loan cho anh chị. Ok, như đó thôi anh chị, em mời anh chị vào xem căn nhà đầu tiên. Căn nhà đầu tiên này, lúc khi anh chị bước vào căn nhà này thì họ có lốp sàn laminate và cái trần nhà này á, là 9 feet cao. Ở trong nhà bếp mình có mặt đá là bằng granite và tủ cabinet là bằng laminate. Và cái chỗ sink nữa, họ cũng gắn một cái deep sink. Đặc biệt trong cái căn nhà này á, là căn nhà này sẽ không có hàng xóm ở phía sau nhà. Theo em á, em sẽ đưa căn nhà này 7.5 điểm ở trên 10 cho một cái căn nhà rất là nhỏ xinh, perfect cho một cái gia đình nhỏ hoặc là một người đang chuẩn bị mua căn nhà đầu tiên. Đó là một căn nhà ở trong khu vực Logomar này. Căn nhà này giá là 315.000 thôi anh chị, quá rẻ ha. Trong 1.631 square feet, nhà này là nhà trệt, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm. Ưu đãi của họ đó là họ sẽ đưa mình lại 10.000 để trả tiền closing cost hoặc là mua xuống cái số tiền lời của anh chị. Thêm nữa, họ sẽ khóa cái số tiền lời của mình là 4.99% thôi. Thuế trong khu vực này là 3.5% trước khi mình giảm homestead exemption. Và cái HOA mình trả mỗi năm trong khu vực này là 1.730, hơi cao hơn anh chị. Tại vì ở trong khu vực này có một cái hồ nhân tạo mình có thể sử dụng được mỗi ngày được á. Và hồ đó cũng rất là bự và rất là good. Căn nhà thứ hai này, lúc khi anh chị bước vào nhà thì cái nhà này sẽ có trần nhà chiều cao khoảng 9 feet và 10 feet nữa lúc khi anh chị bước vào cái phòng khác. Sàn trong căn nhà này là bằng gạch và cái mặt đá trong cái nhà bếp là bằng granite, tủ cabinet cũng giống bên căn nhà kia là bằng laminate. Theo giá upgrade và cái back patio, em rất là thích căn nhà này, nhưng một điều em không có thích là cái front entrance của căn nhà này em thấy hơi hẹp chút xíu, mà phía sau nhà cái phòng khác là quá thoáng luôn. Theo em sẽ đưa căn nhà này 7.4 điểm ở trên 10. Nhà này em thấy cũng very good. Ok, anh chị enjoy hết show nhà nha.
Căn này thứ hai này builder tên là Long Lake TD. Họ xây rất là nhiều căn nhà xung quanh Houston. Và cái mẫu tên của căn nhà này là 208. Thì nếu anh chị có thích cái layout của mỗi cái căn nhà em quay phim á, thì anh chị có thể lấy cái tên đó tới cái văn phòng của builder và nói cái tên đó thôi, thì họ sẽ đưa cái floor plan đó cho anh chị để anh chị có thể lựa chọn upgrade sau khi anh chị đã gặp tiền. Căn nhà này là nhà trệt 3 phòng ngủ 2 phòng tắm, 1416 square feet, giá là tầm 338.000. Trước khi mình thương lượng, em thì mình có thể thương lượng xuống 15-20.000 cho căn nhà này được, tại vì em biết là cái section này họ sẽ chuẩn bị close out. Đặc biệt trong cái căn nhà này á, là họ có một cái back patio. Back patio này rất là bự và thoáng ở ngoài đó. Và phía trước nhà, tại vì cái đất này cũng nằm gần cái corner, thì cái miếng đất này á, sẽ bự hơn mấy cái miếng đất nhà nằm kế bên. Rồi cái căn nhà vừa rồi mình mới xem á anh chị, thì đây là cái người đại diện của căn nhà đó từ công ty Long Lake. Và tôi là Mai Nguyễn, là đại diện cho hãng Long Lake Builder ở Lagomar. Yes. Thì con muốn hỏi chú là ở Lagomar này cái builder của chú có ưu đãi gì không cho mỗi anh chị đây không? Builder này bây giờ hiện giờ là ở đây là sắp sửa close out, thành ra giờ còn 9 căn thì hãng trả all the closing cost, trả hết chi phí cộng với lại cho thêm 1 năm bảo hiểm. Yeah. Builder trả tiền điện với lại tiền ga cho 1 năm. Wow. Cho 1 năm luôn, có nghĩa là sai ngày nào 1 năm trả luôn 1 năm đó. Và con cũng biết là gần khu vực này cũng có chợ Hong Kong 2, Hong Kong 5 nữa phải không? Để mấy người Việt muốn chuyển về đây cũng có một cái chợ gần mình và nhiều cái quán Việt Nam giống mấy cái món cơm tấm, phở hay gì cũng đầy đủ hết, cũng nằm gần đây. Ở đây tới chỗ mà The Scardale là khoảng đi khoảng chừng 25 phút thì sẽ có đủ hết, có những cái tiệm mà giống như Hồng chợ Hồng Kông, ở bên kia đường là có những cái quán ăn Việt Nam, rồi ai mà thích ăn bún bò Huế thì cũng có cái bún bò Huế Đức Trương ở đây. Con cũng nhớ là lúc khi con lái tới cái khu vực của Lagomar cũng có một cái outlet để shopping phải không? Đúng rồi, nó gọi là Tanger Mall. Tanger Mall trong đó là nó có cả Starbucks trong đó nữa, cũng có là cái food court thì cũng ăn uống ở trong đó nữa, mà cộng với lại shopping luôn trong đó luôn. Mà ở đây nó có một cái lagoon. Lagoon là giống một cái hồ lớn 12 acres. Thành ra nó rất là tổ chức, là giống như mùa hè rất là vui. Con cái tới mình biết bơi, mình ra ngoài thoải mái giống như là cái hồ lớn. Thì chú Mike cũng làm về bất động sản cũng một thời gian lâu dài rồi, thì he có rất là nhiều kinh nghiệm và cũng làm chung với nhiều builder rồi. Thì theo chú thì chú thấy cái chất lượng và cái vật liệu công ty này xài và theo giá nữa, chú thấy sao? Công ty này làm cho công ty này hiện giờ ngày hôm nay là tháng 8 năm 2022 thì làm với công ty là 18 năm. Tại vì lý do là làm với công ty này là tại vì thứ nhất giá rất là rẻ. Không phải là rẻ mà giống như là ấy, nhưng mà rẻ. Cái thứ hai nữa là cho rất là nhiều đồ. Mà thứ ba nữa là phẩm chất rất là tốt. Thành ra bởi vậy làm với hãng này đó là khách hàng rất là thích, là tại vì sau khi vô thấy cái chất lượng nó tốt đó, thành ra họ giới thiệu bạn bè để mua đó. Mình có khách. Thì nếu anh chị có yêu cầu để mua một cái căn nhà dưới Lagomar này thì chú Mike có thể giúp được. Hoặc là em cũng có thể giúp được mấy cái khu vực xung quanh Houston nữa. Cảm ơn anh chị đã xem hết video này. Nếu anh chị thích mấy video giống như vậy, nhớ bấm cái nút subscribe. Và nếu anh chị có nhu cầu để mua bán hoặc là chuyển về Houston, thêm của em có thể giúp được. I'm Pearly Houston Homes, out.